Ngày 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức có liên quan. Về việc thâu tóm SCB, hội đồng xét xử cũng làm rõ nguồn tiền mặt mà bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo tài xế là bị cáo Bùi Văn Dũng, lái xe của bị cáo Lan, rút tiền từ SCB chuyển về nhà và phòng làm việc tại tập đoàn. Tại tòa, bị cáo Lan liên tục phủ nhận. Chỉ đạo chuyển cho lái xe Dũng á, Bùi Văn Dũng á, chuyển 108.878 tỷ đồng từ ngân hàng về nhà của bị cáo theo yêu cầu của bị cáo, đúng không? Cộng với 14 triệu đô, 14 triệu 7, tôi làm tròn. Dạ, thật sự vào đây tôi biết con số, đúc trước tôi không biết, kính thưa hội đồng xét xử. Nó là như vậy, ngày xưa là Nguyễn Phương Hồng còn sống ấy, không, Nguyễn Phương Hồng còn làm phó tổng giám đốc ấy. Sau này Nguyễn Phương Hồng nghỉ thì mới nhờ Dũng lại xe. Trước khi làm như vậy, khi mà tôi lăn xin là cho tôi xem lại cái bản thực thu thực chi của ngân hàng SCB suốt 11 năm mà cán bộ điều tra viên đã đưa cho tôi coi trong lúc tôi đang bị tạm giam, là tôi đã xác nhận giúp vợ thì ngày hôm nay vô 10 đồng mà SCB là cần phải chi ra đến 15 đồng. Thì 15 đồng này lấy từ đâu thì từng con số rất là rõ, và tôi đã xác nhận, ký xác nhận từng cái thực thu thực chi cho cơ quan điều tra. Có thì cháu nghe này, cái giải trình chỗ Nguyễn Phương Hồng xác, tức là Bùi Văn Dũng lái xe có chở tương đối tiền về nhà không? Dạ chở, mà không phải theo chỉ đạo của tôi, đó là như vậy à. Những cái tiền này là tiền có chở nhưng không theo chỉ đạo của bị cáo. Chở không phải theo chỉ đạo của tôi mà có chở. Có chở. Dạ, nhưng không phải theo chỉ đạo của tôi. Theo chỉ đạo của ai mà lại chở tiền từ ngân hàng về chính nhà của bị cáo? Không phải nhà, tại vì bên này có mấy tòa nhà, các tài xế người ta nhận tiền toàn đến các tầng hầm. Thế từng hầm Windsor, từng hầm Times Square, từng hầm Sherwood hay từng hầm Vạn Thịnh Phát, chứ còn không phải nhà tôi à. Thì 127 tức là nhà tôi ở là tập hợp 127 master, ghi rất rõ 127. Dạ đúng rồi, 137 mà có nhiều tầng hầm khác, nó là như vậy à, kính thưa hội đồng xét xử. Từ B1 tầng hầm B1 dạ, là nhà 127 master. Dạ đúng rồi. Thì đấy là có phải nhà bị cáo không? Dạ tôi, mà tôi hỏi trên đầu chứ không phải nhà tư nhân của tôi, đó là một cái tòa nhà cho thuê, căn hộ cho thuê. Tất nhiên là Dũng khai, là lời khai của Dũng đang có dạ, đây, hội đồng sẽ công bố lời khai của Dũng. Dạ, được à, Dũng nó khai, tôi biết là luật sư điều tra đưa tôi xem. Nhưng mà ý tôi nói hội đồng xét xử, vì sao Dũng rút cái tiền đó? Bởi vì trong suốt 3 năm đó là tôi nhớ, thứ nhất, chúng ta thực hiện cái đề án SDI giao dịch tới hàng trăm nghìn tỷ. Rồi còn các bạn bè tôi nè, về tiền vay nước ngoài, vì tập trung, vì SCB thu phí một tháng khoảng 400 tỷ tiền phí này để trang trải chi phí, cho nên tôi phải huy động tất cả bạn bè đều tập trung giao dịch qua SCB. Còn tiền Dũng rút ra, ngày xưa Phương Hồng còn làm phó tổng giám đốc thì Phương Hồng xử lý hết, không cần Dũng. Sau này Phương Hồng không làm phó tổng thì tới Trần Thị Mỹ Dung thấy rằng thằng Dũng là tài xế của tôi, là tin được. Tôi đi xuất ngoài 1-2 tuần, nhiều khi tôi không có nhà thì cậu ấy ở không, thì nhờ thì cậu ấy đi chợ. Thì hôm nay Dung bảo có bao nhiêu tiền là Dũng trở về đi thì trả cho ai, trả cho ai thì Dũng sẽ theo cái định đó. Nhiều khi Dũng xác định với tôi, chị ơi chị trả tiền cho các ông gì Việt Kiều Mỹ gì gì đó là bạn của chị, ai có ghi giấy tờ thì nó không, mình mượn tiền ta nó có giấy tờ nha, là cái tiền đó là tiền không phải vay mượn từ SCB. Theo cáo trạng, từ ngày 26 tháng 2 năm 2019 đến ngày 12 tháng 9 năm 2022, theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, bị cáo Bùi Văn Dũng lái xe của bị cáo Lan đã vận chuyển số tiền 108.878 tỷ đồng và 14,7 triệu USD từ ngân hàng SCB về tập đoàn Vạn Thịnh Phát tại số 193-203 Trần Hưng Đạo, hoặc về hầm B1 tòa nhà Sherwood 127 Baxter, hoặc giao đưa cho một số cá nhân theo chỉ đạo của Trương Mỹ Lan.